Xin chào các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các mình sang bài số 4, đấy là tích phân mặt loại 2. Tích phân mặt loại 2 là một cái tích phân là khá là khó, nên là trước khi mà chúng ta vào định nghĩa tích phân mặt thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu một vài những cái khái niệm cơ bản. Trong đấy là ví dụ như là khái niệm đầu tiên, đấy là khái niệm vector phát tuyến. Thế thì ví dụ ở đây là cô cho các mình một cái mặt cong S, và cái mặt cong này là có phương trình là F, X, Y, Z bằng 0. Và cô giả sử là có một cái điểm M là nằm trên cái mặt cong S này. Đó. Thế thì cái vector phát tuyến của mặt cong S tại M sẽ được xác định như thế nào? Thì lớp mình hình dung như sau này. Đây là một cái mặt cong S, thì cái tại cái điểm M này nó sẽ có một cái mặt phẳng tiếp xúc với cả mặt cong S. Đấy, cái mặt phẳng này người ta gọi là mặt phẳng tiếp diện. Các bạn sẽ có một cái mặt phẳng tiếp xúc với mặt cong S tại M. Thế thì cái vector phát tuyến của cái mặt phẳng này nó cũng chính là gọi là vector phát tuyến của cái mặt cong S. Đó. Nhá. Thế thì bây giờ các bạn ghi lý thuyết như sau này. Chúng ta ghi là vector phát tuyến này của cái mặt phẳng tiếp diện tại M, nó cũng chính là cái vector phát tuyến của cái mặt cong S tại M. Đó. Và cái vector phát tuyến ở đây cô sẽ ký hiệu là N. Đây sẽ là vector N. Đó. Thế thì là chúng ta sẽ có một cái công thức để tính cái vector phát tuyến của mặt cong S là như sau. Công thức các bạn sẽ có là N thì sẽ là bằng F'X tại M, F'Y tại M và F'Z tại M. Đó. Có nghĩa là cái vector phát tuyến ở đây ấy, nó chính là các cái đạo hàm riêng theo x, theo y, theo z của cái phương trình mặt cong S. Đấy, và sau đó chúng ta sẽ thay cái điểm M vào. Đấy. Thế thì cái công thức này này, người ta còn gọi đây là công thức gradient của FM. Đấy, người ta còn gọi là grad của FM. Đó. Thế là cô sẽ lấy ví dụ nhá để cho các bạn hiểu này. Bây giờ cô sẽ cho các mình là ví dụ số 1. Giả sử là cô cho cái mặt cong S là có phương trình là x bình cộng y bình cộng z bình là bằng 9, và cô cho cái điểm M tọa độ là 300. Đó. Thế thì bây giờ là cô cần lớp mình là xác định cho cô một cái vector phát tuyến N tại M là như thế nào. Thế thì bây giờ các bạn sẽ áp dụng cho cô cái công thức vector phát tuyến ở đây. Đó. Thế thì là cái phương trình x bình cộng y bình cộng z bình bằng 9 thì các bạn hoàn toàn có thể chuyển cái 9 này sang cái bên trái đúng không nhỉ? Để chúng ta đưa về dạng là fx y z bằng 0. Ở đây chúng ta có x bình cộng y bình cộng z bình trừ y 9 bằng 0. Chúng ta thấy là đây là phương trình mặt cầu đúng không? Thế thì bây giờ là theo công thức ở trên này thì các bạn sẽ có là phát tuyến này chính là bằng đạo hàm của cái vế bên trái này theo x đúng không nào? Thì đạo hàm theo x thì nó sẽ là bằng 2x. Thế rồi là đạo hàm vế bên trái theo y nó sẽ là 2y. Đấy. Và tương tự là đạo hàm cái này theo z thì nó sẽ là 2z. Đó. Thế thì là vì vector phát tuyến thì bao giờ là nó cũng sẽ có hai hướng, hoặc là các bạn là hướng lên như này hoặc các bạn hướng xuống dưới đúng không? Thế nên là trước cái ngoặc này các bạn sẽ viết cho cô là cộng trừ. Đấy. Thế thì bây giờ là tại cái điểm M là 300 thì chúng ta sẽ thay 300 vào x, y, z thì chúng ta sẽ xác định được một cái vector phát tuyến cụ thể tại M. Các bạn thay 300 này vào đây thì chúng ta sẽ được là cộng trừ 600. Đó, như vậy là chúng ta đã xác định được cái vector phát tuyến tại M của cái mặt cầu S rồi. Đó, bây giờ cô sẽ lấy ví dụ thứ hai nhé. Ví dụ thứ hai. Bây giờ là cô cho cái mặt cầu ở mặt cong S có phương trình là x bình cộng y bình bốn. Đó. Thì các em có thể thấy là cái mặt cong này là nó không có z, thì ở đây người ta sẽ gọi là mặt trục. Đấy. Tức là một cái phương trình mà nó bị khuyết một cái biến nào đó thì người ta sẽ gọi đấy là mặt trục. Thế thì ở đây là cô sẽ có điểm M tạo độ là 1 trừ căn 3 0. Đó. Và cô cần lớp mình là xác định cho cô cái phát tuyến tại M thì nó sẽ là gì. Thế thì bây giờ chúng ta lại áp dụng cho cô cái công thức ở đây nhá, để các bạn sẽ xác định được là vector phát tuyến này sẽ là bằng trước khi chúng ta xác định vector phát tuyến thì các bạn sẽ chuyển cái 4 này sang bên này nhá.
Thật ra là những thạng nào chúng ta thạng rồi thì chúng ta cũng không nhất thiết là phải chuyển 4 sang, chúng ta có thể nhập được. Đấy. Thế thì cái vế bên bên trái này nó chính là S đấy, đúng không nào? Thế thì ở đây chúng ta sẽ có công thức phát tuyến này, chính là bằng đạo hàm của S theo X sẽ là 2Y này. Đạo hàm của S theo Y sẽ là 2Y này. Thế còn đạo hàm của S theo Z thì không có Z đúng không? Như vậy là nó sẽ bằng 0. Thế và chúng ta sẽ có cộng trừ nhá. Đấy, bao giờ đạt phát tuyến chúng ta cũng sẽ có hai hướng là cộng trừ. Sau đó thì các bạn chỉ cần thay cái M tạo động là 1 trừ căn 3 thay vào đây là thay vào X Y thì chúng ta sẽ có một cái phát tuyến tại M nhá. Nó sẽ có dạng là cộng trừ này 2 trừ đi 2 căn 3 0. Đó, em nhìn thấy chưa? Nhá, như vậy là chúng ta đã thấy là cái việc tìm vectơ phát tuyến thì chúng ta sẽ áp dụng cái công thức này thôi. Nó cũng không phải là quá là khó khăn. Để ví dụ như là cô cho chúng ta một cái mặt S có phương trình là 2x trừ 3y cộng 4z trừ 5 bằng 0. Đó. Thì các em nhìn thấy là cái mặt S này nó chính là mặt phẳng đúng không nhỉ? Thế thì bây giờ chúng ta thử áp dụng cho cô cái công thức này để chúng ta đi tìm cái vectơ phát tuyến của cái mặt phẳng S này. Thì các bạn thấy là mình gọi cái vế bên trái này là F này thì các bạn sẽ có phát tuyến nhé. Phát tuyến của nó chính là gì? Đạo hàm cái vế bên trái này theo x đúng không? Thì chúng ta sẽ được là 2. Đó. Đạo hàm vế bên trái theo y thì nó sẽ được là trừ 3. Và đạo hàm vế bên trái theo z thì các bạn sẽ được là 4. Thế thì chúng ta thấy là cái phát tuyến của mặt phẳng ấy là 2, 9, 3, 4. Và nó sẽ không phụ thuộc vào điểm M của em là gì. Đấy, phát tuyến của mặt phẳng luôn luôn là 2, trừ 3, 4. Thì như vậy là cái công thức vectơ phát tuyến này nó cũng sẽ khớp với cái vectơ phát tuyến mà chúng ta đã học ở lớp 12. Đó. Sau khi mà chúng ta đã hiểu được là thế nào là phát tuyến tại một điểm của đường cong rồi thì các bạn sẽ sang mục 2 nhỏ, đấy là mặt định hướng là gì. Đó, bây giờ các bạn sẽ sang cho cô mục 2 nhỏ, đấy là mặt định hướng. Mặt định hướng hay còn gọi là mặt hai phía nhá, các bạn ghi mở ngoặc này, hay còn gọi là mặt hai phía. Hiểu là mặt định hướng hay còn gọi là mặt hai phía là gì thì các bạn định nghĩa như sau. Một cái mặt cong S được gọi là mặt định hướng hay còn gọi là mặt hai phía. Nếu như khi ta cho vector phát tuyến tại một điểm di chuyển theo một đường cong kín thì khi quay lại vị trí ban đầu thì vector phát tuyến đó không đổi hướng. Thế thì có nghĩa là như thế nào? Bây giờ cô sẽ mô tả cho các bạn bằng cái hình vẽ sau đây, các bạn dễ hiểu. Đây là cô sẽ cho các bạn một cái mặt trụ nhé. Đây, ví dụ như này. Trên cái đường cong kín màu xanh này thì ví dụ như là bạn một cái điểm xuất phát là điểm này
thì chúng ta có vector pháp tuyến là đang có xu hướng hướng ra bên ngoài, đúng không nhỉ? Thì khi đó chúng ta dịch chuyển cái điểm này quay xung quanh cái vòng vòng đường cong ký màu xanh, thì các bạn thấy là cái vector pháp tuyến của chúng ta luôn luôn có xu hướng là hướng ra bên ngoài. Đó, các bạn thấy không? Ví dụ như nó dịch chuyển đến đây thì vector pháp tuyến ở vị trí như thế nào? Vân vân. Đấy, tức là nó đều có xu hướng là hướng ra bên ngoài. Đấy. Đều có xu hướng là hướng ra bên ngoài. Cho đến khi là nó quay trở lại cái vị trí ban đầu thì nó vẫn là đang ở cái hướng là hướng ra bên ngoài. Thì khi đó cái mặt này người ta gọi là mặt định hướng, hay còn gọi là mặt hai phía nhá. Đây sẽ gọi là mặt hai phía. Đó. Thế thì thông thường ấy là những cái mặt mà chúng ta học như là mặt trụ, mặt cầu, mặt nón, mặt paraboloid tròn xoay thì đều là các mặt hai phía. Thế thì là sẽ có cái mặt nào thì sẽ là mặt một phía. Thì cái mặt đó người ta gọi là mặt Mobius. Mobius như sau này. Ví dụ như là các bạn tưởng tượng là chúng ta có một cái đoạn dây như thế này. Đó. Thế thì nếu như mà chúng ta nối, chúng ta dính nó vào như thế này thì nó cũng chính là cái mặt trụ, thì nó chính là mặt hai phía. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ đảo lại, chúng ta sẽ dính cái mép ở dưới này vào đây. Đó, các bạn như thế này. Dính vào như thế này thì lập tức cái mặt này sẽ trở thành là mặt một phía. Tại sao lại như vậy? Bởi vì là ví dụ như là chúng ta giả sử là chúng ta đang đứng ở trên cái mép này, đúng không nhỉ? Trên cái mép màu đỏ này. Thì khi đó các bạn di chuyển trên cái mép màu đỏ này, đúng không nhỉ? Di chuyển, tức là bạn đang lúc đầu bạn đang đứng như thế này, đúng không? Đấy, đang đứng hướng lên trên. Thì cái bạn di chuyển trên cái đường mép màu đỏ này, đó, di chuyển thì đến khi các bạn quay trở lại cái này thì các bạn lại đang có hướng là hướng xuống dưới. Mà trong cái lúc đầu các bạn hướng lên trên, đúng không? Mà đến đây quay trở lại vị trí ban đầu thì các bạn lại hướng xuống dưới. Thì khi đó cái vector pháp tuyến nó đang bị thay đổi hướng rồi, thì cái mặt đó người ta gọi là mặt một phía. Đấy, thì bây giờ là chúng ta nghĩ ví dụ về mặt một phía nhá. Đấy là mặt Mobius. Thì các bạn hình dung là giả sử là chúng ta đang ở chỗ này, đúng không? Chúng ta đang đứng ở đây, chúng ta đang hướng ra bên ngoài. Đó, đang hướng ra bên ngoài. Thế thì là chúng ta đi một vòng, đúng không? Chúng ta tưởng tượng là cái mép này này, chúng ta đang đi ở phía trước mặt này. Sau đó chúng ta lại lùi ra đằng sau này. Sau đó chúng ta lại lên phía trước mặt này. Sau đó chúng ta lại lùi ra đằng sau này. Đó, thế thì chúng ta đang ở phía trước mặt và đang hướng ra bên ngoài. Đấy, đang hướng ra bên ngoài. Thì chúng ta lùi ra đằng sau, đúng không? Chúng ta vẫn đang xu hướng hướng ra bên ngoài. Đó, như thế nào? Em nhìn thấy chưa? Đấy, cô bé nét đất để chúng ta tưởng tượng là chúng ta đang lùi ra đằng sau rồi. Sau đó chúng ta vòng ra phía trước, đúng không? Chúng ta đang vòng ra phía trước như thế này. Cho đến đây thì chúng ta lại đổi hướng, đúng không nhỉ? Cho đến đây thì chúng ta lại bắt đầu quay trở lại vị trí này và chúng ta hướng vào bên trong. Đó, em nhìn thấy chưa? Thì cái mặt này người ta sẽ gọi là mặt một phía, bởi vì khi chúng ta quay trở lại vị trí ban đầu thì cái vector pháp tuyến của chúng ta được đổi hướng lại. Đó, thì cái mặt này là người ta sẽ gọi là mặt một phía. Đó, thế nhưng mà rất là may cho chúng ta là tất cả những cái mặt mà chúng ta học thì sẽ đều là mặt hai phía. Đó, thế thì chúng ta không cần phải lo lắng gì cả. Thế thì khi mà đã là mặt hai phía rồi, đúng không? Thì chúng ta sẽ có thể định nghĩa được thế nào là mặt trên, mặt dưới, đúng không? Chúng ta cũng có thể định nghĩa là thế nào là mặt trong và mặt ngoài. Đó, chứ còn nếu như mà cái mặt một phía này thì sẽ không thể nào là định nghĩa được là đâu là mặt trong, đâu là mặt ngoài, đâu là mặt trên, đâu là mặt dưới, bởi vì nó chỉ có một phía, đúng không? Thế thì bây giờ là gì? Chúng ta sẽ đi ngay đến vòng thứ hai này. Đó. Thế thì cái mặt hai phía, đúng không? Mặt hai phía thì sẽ có hai mặt, đúng không nhỉ? Tức là có hai phía. Thế rồi là sẽ có mặt nào? Phía trên, đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ có mặt phía trên. Thế rồi là chúng ta sẽ có mặt phía dưới. Đấy. Thế rồi là chúng ta cũng có khái niệm là mặt phía trong. Và có khái niệm là mặt phía ngoài. Đó, chưa nào? Thế thì là ví dụ như là đề bài người ta sẽ nói em là cho một cái mặt cong S và chúng ta xét là mặt phía trên, đúng không? Ví dụ là cho mặt cong S, thế rồi là chúng ta đang xét là mặt phía ngoài. Thì khi mà nó trên, dưới, trong, ngoài thì tức là chúng ta sẽ phải có một cái mốc nào đấy để chúng ta biết được là đâu là trên, đâu là dưới.
Thế thì là nếu như mà mặt phía trên ấy và phía dưới ấy, thì là người ta sẽ lấy cái trục OZ làm chuẩn nhá. Các bạn lưu ý là mình sẽ lấy cái trục OZ làm chuẩn. Ví dụ như là khi mà cái vector phát tuyến ấy mà nó có hướng lên trên. Đấy, tức là cái vector phát tuyến của cái mặt S của em ấy có hướng lên trên, tức là nó sẽ cùng hướng với cả hướng OZ. Thì khi đó cái mặt đó người ta sẽ gọi là mặt trên. Đấy. Thế còn nếu như cái vector phát tuyến của em ấy mà hướng xuống dưới thì người ta sẽ gọi đó là mặt dưới. Còn nếu trong trường hợp mà cái vector phát tuyến của em ấy mà vuông góc với OZ, vuông góc với OZ thì chúng ta không thể xác định được là trên hay là dưới rồi đúng không? Khi vuông góc với OZ rồi thì sẽ không thể có khái niệm trên và dưới nữa, thì chúng ta sẽ chuyển sang khái niệm là trong và ngoài. Và khi chúng ta rơi vào mặt trong và mặt ngoài thì các bạn sẽ lại đổi sang là chúng ta lấy cái trục OI và trục OX để chúng ta so sánh, để chúng ta làm chuẩn để xem là đâu là trong, đâu là ngoài. Đấy nhá. Thế thì bây giờ là gì? Thế thì là trước khi mà chúng ta vào cái định nghĩa tích phân mặt mặt 2 ấy, thì chúng ta sẽ cần phải hiểu rõ hơn nữa là vector phát tuyến xác định như thế nào và cái mặt định hướng trong và trên và ngoài như thế nào. Đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục cho cô sang cái mục số 3 nhá. Vì cái phần này nó sẽ hơi khó, thế nên là cô sẽ đi hơi kỹ một tí nhá, để trước khi chúng ta vào cái định nghĩa tích phân mặt mặt 2. Thế bây giờ là chúng ta sẽ vào ba nhỏ. Và ba nhỏ đấy là vector phát tuyến đơn vị. Vừa rồi là chúng ta đã học khái niệm vector phát tuyến rồi. Thế nhưng mà vector phát tuyến đơn vị có nghĩa là chúng ta sẽ chuẩn hóa cái vector này. Ví dụ chúng ta ra vector phát tuyến rồi thì bạn sẽ chuẩn hóa. Thì chuẩn hóa nó rất là dễ, là chúng ta chỉ cần lấy cái phát tuyến này, các bạn chia cho chính cái độ dài của nó thì lập tức là nó sẽ ra cái phát tuyến có độ dài là 1. Đó, thì cái này chúng ta gọi là chuẩn hóa. Thế thì bây giờ là chúng ta ghi là định nghĩa này. Thì cái vector phát tuyến đơn vị nhá, thì cô sẽ ký hiệu là n lớn. Và n lớn ấy thì nó sẽ là bằng n nhỏ và chia cho độ dài của chính cái vector đó. Đấy. Thế thì đây sẽ là cái vector phát tuyến đơn vị. Thế thì bây giờ là cô sẽ bằng một cái phép tịnh tiến, cô sẽ chuyển cái vector phát tuyến này về vị trí gốc tọa độ. Đây là trục OXYZ. Đó. Bây giờ cô sẽ dồn cái vector phát tuyến này về vị trí gốc tọa độ, ví dụ như là cô dồn vào đây. Đây sẽ là cái vector n. Đấy. Thế thì là người ta đã chứng minh được rằng là khi mà mình dùng cái vector n vào cái gốc tọa độ này thì chúng ta sẽ có một cái công thức, đấy là n có tọa độ là cos alpha, cos beta và cos gamma. Đó. Trong đó là alpha ấy, thì là góc tạo bởi giữa vector phát tuyến với trục hoành. Thế rồi là beta thì là góc là tạo bởi vector phát tuyến với cả trục cung. Đấy, và gamma thì sẽ là góc tạo bởi giữa vector phát tuyến và trục OZ. Đó. Thế thì tức là alpha, beta và gamma là cái gì nhá? Thế thì bây giờ là n này tạo với trục OX này, đây sẽ là alpha này. Đó. N tạo với OY này, cái này sẽ là beta này. Đấy. Và n tạo với OZ này thì nó sẽ là gamma. Đó. Thế thì bây giờ là để chứng minh cái công thức này nhá, thì nó cũng rất là dễ, không có vấn đề gì cả. Bởi ví dụ như là bây giờ là n đây, đây là vector n thì cô sẽ gọi là đây là vector OH chẳng hạn nhá. Đấy. Và đương nhiên là vector OH này sẽ có độ dài là 1, đúng không nào? Thế nên bây giờ là cô sẽ kẻ HM vuông góc với cả trục OX này. Đấy, cô sẽ gọi đây là HM đi, đúng không? Đấy, đây là HM. Thì các bạn nhìn thấy là cái tam giác OMH lúc này sẽ là tam giác vuông. Và chúng ta sẽ tính được cái độ dài OM ấy, nó chính là bằng OH nhân với cos của góc alpha. Mà trong khi OH đã là bằng 1 rồi, nên là OM ấy nó chính là bằng cos của alpha luôn. Như vậy là nó sẽ có hoành độ là cos của alpha. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ kẻ từ H vuông góc với OY, đúng không? Và chúng ta sẽ dễ dàng chứng minh được cái đoạn này chính là cos của beta. Thế rồi là chúng ta sẽ hạ HP vuông góc với cả OZ, đúng không? Và chúng ta cũng dễ dàng chứng minh được là OP chính là bằng cos của gamma. Đấy, thì cái việc chứng minh này nó cũng không có gì là khó cả. Thế nhưng mà tại sao người ta lại đưa về cos? Là bởi vì là các bạn nhớ lại là trong chương trình lớp 10 ý, thì chúng ta học là nếu trong trường hợp mà alpha, beta, gamma mà là các góc nhọn thì cos của nó sẽ là hướng dương. Còn nếu như alpha, beta, gamma mà là góc tù thì cos của nó sẽ là hướng âm nhá. Thế thì các bạn sẽ ghi lại cho cô một cái chú ý mà lớp 10 chúng ta đã học rồi. Chú ý, đấy là alpha, beta, gamma mà
mà là nhọn thì cốt sẽ là mang dấu dương. Thế còn nếu alpha, beta, gamma mà là tù thì cốt là sẽ là mang dấu âm. Đó. Thế thì bây giờ là cô muốn là công việc của chúng ta là bây giờ cô sẽ cho lớp mình một vài những cái mặt định hướng và cô cần lớp mình là xác định cho cô cái vector phát tuyến cụ thể của nó là gì nhá. Bây giờ chúng ta sẽ xét ví dụ số 1 sau đây. Các bạn sẽ phải nắm vững cái cách tìm vector phát tuyến này, bởi vì là vector phát tuyến này nó sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc là tìm cái tích phân mặt loại 2. Thế thì bây giờ là trước khi chúng ta học tích phân mặt loại 2 thì chúng ta sẽ cần xác định cái vector phát tuyến của mỗi một mặt cong đã. Thế bây giờ là các bạn sẽ xét ví dụ nhá. Bây giờ cô cho S là cái mặt phía trên. Cô cho S là cái mặt phía trên này của cái mặt x cộng 2y cộng 4z bằng 8. Đó. Và bây giờ là cô cần lớp mình là xác định cho cô cái vector phát tuyến đơn vị. Đó. Cần lớp mình xác định cho cô vector phát tuyến đơn vị của nó. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào? Được chưa? Thế thì bây giờ là gì? Thông thường là những cái bài mà rơi vào tích phân mặt loại 2 thì các bạn cố gắng nên vẽ hình. Bởi vì nên vẽ hình ra thì các bạn sẽ dễ dàng hình dung hơn. Để ví dụ như là đây là phương trình của mặt gì, đúng không? Thì các bạn thấy ngay là đây sẽ là phương trình mặt phẳng. Và hơn nữa là đây sẽ là phương trình mặt phẳng đoạn chắn. Bởi vì là chúng ta dễ dàng, đúng không? Chúng ta có thể dễ dàng chia cả hai vế cho 8 thì lập tức là nó sẽ ra phương trình là x trên 8 này cộng với cả y trên 4 này cộng với cả z trên 2 này bằng 1. Đó, đây sẽ là phương trình mặt phẳng đoạn chắn. Nó sẽ chắn trên các trục tọa độ OX, OY, OZ, các cái 8 đơn vị, 4 đơn vị và 2 đơn vị, đúng không nào? Thế thì bây giờ cô sẽ vẽ cái mặt phẳng đoạn chắn này ra để các bạn dễ hình dung. Tất nhiên là tí nữa là cô sẽ hướng dẫn cho lớp mình cái cách làm mà chúng ta không cần phải vẽ hình. Nhưng mà tuy nhiên thì cái phần này nếu mà vẽ hình được thì sẽ là tốt nhất. Còn cô sẽ hướng dẫn cho lớp mình cái cách không cần phải vẽ hình. Đó, bây giờ là x trên 8 tức là đây sẽ là 8 đơn vị này. Wow, mình vẽ hình chính xác lắm, không cần thiết nhá. Cái này thì coi đây là 4 đơn vị này. Đó, cái này sẽ là 2 đơn vị các bạn mối vào. Đây sẽ là gọi là mặt phẳng đoạn chắn. Chưa? Thế thì là cô vừa nói với lớp mình là gì? Phía trên hay là phía dưới, đấy là hai cái khái niệm là do OZ làm chuẩn. Thế ví dụ như là nếu mà là phía trên ấy thì bây giờ là đây là một cái mặt phẳng thì nó sẽ có hai phát tuyến, đúng không? Một cái phát tuyến là hướng lên trên, một cái phát tuyến là hướng phía dưới. Thì nếu như là mặt phía trên thì các bạn sẽ phải xác định được là phát tuyến của nó sẽ có hướng lên trên như này. Đó, đây sẽ là N của nó đây này. Đấy. Thế thì là bởi vì là nếu như mà muốn là phía trên ấy thì cái phát tuyến của nó sẽ phải có hướng giống như OZ, tức là hướng lên trên. Đấy. Thế thì bây giờ là gì? Nhá, chúng ta cứ bình tĩnh đã, chúng ta cứ làm bình thường, đúng không? Bây giờ là các bạn sẽ cứ tính cho cô cái phát tuyến của cái mặt phẳng này theo cái công thức f phẩy x, f phẩy y, f phẩy z đã, đúng không nào? Thế bây giờ là cô sẽ không chuyển tám nữa nhá, chúng ta có thể tự nhận này. Khi nó vector phát tuyến này bình thường nhá, chúng ta sẽ lấy đạo hàm, đúng không? Đạo hàm của cái f này theo x này nó sẽ là 1 này. Đạo hàm của cái f này theo y sẽ là 2 này. Đạo hàm của f này theo z này nó sẽ là 4 này. Sau đó các bạn nhớ là chúng ta sẽ phải có cộng trừ đằng trước nhá, đúng không? Chúng ta sẽ có cộng trừ đằng trước. Thế bây giờ là công việc của chúng ta ấy là mình sẽ sử dụng cái phía trên này để xác định được là cái phát tuyến của em ấy là nên lấy dấu cộng hay là nên lấy dấu trừ. Đó. Thế bây giờ các hình dung này, khi mà chúng ta đã xác định được là mặt phía trên tức là vector phát tuyến hướng lên trên, đúng không? Thì khi đó cái góc tạo bởi giữa OZ và phát tuyến, đúng không? Nó sẽ là một cái góc nhọn, đúng không? Đấy, các bạn nhìn thấy không? OZ và N sẽ tạo thành một cái góc nhọn. Mà nếu mà là góc nhọn thì tức là cái gamma, tức là cái cốt gamma của em nó sẽ là mang dấu dương, đúng không nào? Thì nếu mà cái cốt gamma mang dấu dương có nghĩa là cái tung độ này là phải mang dấu dương. Đó. Thì như vậy là nếu như đã mang dấu dương thì chúng ta sẽ không thể lấy dấu trừ ở đây được. Đó. Thế như vậy là gì? Vì mặt S ở đây là mặt phía trên. Đó. Nên các bạn sẽ có là cái cốt gamma của chúng ta sẽ mang dấu dương.
chưa? Đó, thế thì khi đó chúng ta sẽ chuẩn hóa cái vector này thì các bạn sẽ có n lớn này, nó sẽ là 1, 2, 4 này chia cho 9 cái độ dài của vector này. Thì độ dài của vector này sẽ là 1 bình cộng 2 bình cộng 4 bình, đúng không? Thế là 1 cộng 4 là 5, 5 cộng 16 là căn 21. Đó, thế như vậy là qua cái ví dụ thứ nhất nhé, chúng ta sẽ rút ra một cái kinh nghiệm là như sau. Là nếu như trong trường hợp là mặt phía trên thì chắc chắn cái cao độ của vector các tuyến sẽ phải mang dấu dương. Đó, thế còn nếu như mà mặt phía dưới thì tức là cái cao độ của em sẽ là mang dấu âm, được chưa? Đấy, bây giờ các bạn sẽ nhìn nhá, chú ý này, cái chú ý này sẽ giúp cho chúng ta không cần phải vẽ hình, đúng không? Chúng ta sẽ không cần vẽ hình mà chúng ta vẫn có thể xác định được vector phát tuyến một cách chính xác. Đấy là nếu như S của chúng ta ấy mà là mặt phía trên thì suy ra là cái cao độ, tức là cái Z của vector phát tuyến đấy, đấy, sẽ phải mang dấu dương. Còn nếu như S của chúng ta ấy mà là mặt phía dưới thì tức là cao độ cái vector phát tuyến này sẽ là mang dấu âm, bởi vì cô vừa nói với các mình xong là cái mặt trên hay là mặt dưới là người ta lấy cái trục OZ làm chuẩn mà, đúng không? Như vậy là nếu như mà đã là phía trên thì cao độ của nó sẽ là dương, còn nếu mà phía dưới tức là cao độ của nó sẽ là âm. Đó nhá, thì bây giờ là chúng ta sẽ lại xét một ví dụ nữa nhá, để chúng ta xem là mình đã hiểu bài chưa. Bây giờ là chúng ta sẽ kiểm tra xem là mình đã hiểu bài chưa. Bây giờ ví dụ thứ hai. Bây giờ là cô cho S là cái mặt phía trên. Nhớ là mặt phía trên của cái mặt cầu x bình cộng y bình cộng z bình bằng 9. Và trong đó là z thì lớn hơn là bằng 0. Và bây giờ là yêu cầu ấy là chúng ta sẽ đi tìm vector phát tuyến đơn vị nhá, là cô ký hiệu là n lớn. Đó, thế bây giờ là chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì bây giờ là ví dụ như là bài này mà bạn nào mà vẽ được hình ý, thì rất là tốt rồi, đúng không? Ví dụ như là bài này thì cô cũng có thể vẽ được hình. Đấy, đây là mặt cầu mà z phải lớn hơn không, thì tức là chúng ta sẽ lấy cái nửa mặt cầu phía trên, đúng không? Chúng ta nên vẽ hình nhá. Đấy, ta nên vẽ hình cái phần bài này thì chúng ta nên vẽ hình ra. Tất nhiên là với phương pháp này thì mình đã không cần vẽ hình rồi, nhưng mà mình cũng vẫn nên vẽ hình ra, bởi vì là bài của chúng ta sẽ còn rất nhiều vấn đề nữa, chứ không phải là chỉ có mỗi xác định vector phát tuyến đâu. Đây sẽ là cái mặt cầu có bán kính là 3, đúng không nào? Đó, z thì lớn hơn bằng 0, chưa? Thế nên bây giờ là chúng ta sẽ xác định cho cô cái vector phát tuyến đơn vị của bài này. Thế bây giờ là các bạn sẽ cứ dùng cái công thức lúc nãy cô nhỉ, là chúng ta có thể tìm được phát tuyến rồi. Đó, công thức rồi. Nào bây giờ các bạn sẽ tính cho cô đại hàm, đúng không? Đại hàm của vế bên trái cũng như là chuyển x, chuyển chính sang. Thì các bạn lấy đại hàm của vế bên trái theo x, theo y và theo z. Thì lần lượt nhá, đại hàm theo x thì sẽ là 2x rồi này, đại hàm theo y thì sẽ là 2y rồi này, đại hàm theo z thì sẽ là 2z rồi này. Sau đó thì các bạn nhớ lấy cộng trừ, đúng không? Nhớ lấy cộng trừ. Thế bây giờ là cái quan trọng là các bạn sẽ lấy cộng hay là lấy trừ, thì chúng ta sẽ dựa vào mặt này là mặt phía trên. Nếu đã là mặt phía trên thì tức là cái cao độ, đúng không nhỉ, cái cao độ của phát tuyến này là phải mang dấu dương. Đó, thế như vậy là cái cao độ ở đây là 2z, mà trong khi z đã dương rồi, như vậy là cái cao độ này là dương sẵn rồi, đúng không? Dương sẵn rồi, như vậy là chúng ta không nên lấy dấu trừ ở đây nữa. Đó, thế thì đây là gì? Vì mặt S ở đây thì nó là mặt phía trên, nó là mặt phía trên, thì đây là chúng ta sẽ suy ra là cái phát tuyến của em ấy nó sẽ là cộng đấy là 2x, 2y và 2z. Đó, chúng ta đừng lấy dấu trừ vào, lấy dấu trừ vào tí nữa trừ vào đây là bị âm ngay, là hỏng, đúng không? Thế thì như vậy là chúng ta sẽ chuẩn hóa nó để ra được vector đơn vị, đúng không? Nó sẽ là 2x, 2y, 2z, đúng không? Chia cho căn bậc 2, chia cho căn bậc 2 của độ dài như thế này, thì độ dài như thế này nó sẽ là 4x bình cộng 4y bình cộng 4z bình. Mà trong khi là x bình cộng y bình cộng z bình đã là bằng 9 rồi, đúng không nào? Như vậy là chỗ này là 4 này nhân với x bình cộng y bình cộng z bình. Đó, mà trong khi x bình cộng y bình cộng z bình đã là 9 rồi, như vậy là 4 nhân 9 ở đây sẽ là
36 mà căn của 36 nó sẽ là 6. Thì bây giờ các bạn sẽ chia 6 đi thì các bạn sẽ được là n nhá. Nó sẽ là 2x 2x và chia 6 luôn đúng không? Là x trên 3, y trên 3, z trên 3. Đó. Em nhìn thấy chưa? Nhá. Sau này là mình sẽ dùng đúng cái này này để mình tính tiếp phân bảng loại 2 nhá. Thì bây giờ là cô lại cho các mình một ví dụ nữa này để kiểm tra xem là các bạn đã nắm thực sự là cách tìm cách phân bảng tuyến chưa? Ví dụ thứ 3. Bây giờ là S ở đây nó là cái mặt phía ngoài. Nếu như mà các bạn tính cả cái này nữa thì người ta gọi là hình trụ mất rồi đúng không? Mặt trụ các bạn chỉ lấy cái phần xung quanh này thôi, hình dung chưa? Đó. Thế thì khi mà chúng ta xét cái mặt xung quanh này thì cô hình dung là cái pháp tuyến đây này, cái pháp tuyến tại bất cứ một điểm nào ấy thì nó sẽ đều vuông góc với cả trục OZ, giống y như lúc nãy cô đã nói là nếu như pháp tuyến mà hướng lên trên thì sẽ tạo thành mặt phía trên, pháp tuyến hướng xuống dưới thì sẽ tạo thành mặt dưới. Nhưng nếu mà pháp tuyến mà lại vuông góc với cả trục OZ thì chúng ta sẽ không thể có khái niệm là mặt trên hay mặt dưới, mà chúng ta sẽ chỉ có khái niệm là mặt trong hay là mặt ngoài thôi. Thì ví dụ như thế này này, là người ta sẽ nói là mặt ngoài. Em nhìn thấy chưa? Chứ không thể người ta nói là mặt trên hay mặt dưới được. Đấy, thế bây giờ là mặt ngoài. Thì bây giờ là bây giờ chúng ta cho cái vector phát tuyến này là quay xung quanh đúng không? Thì nó sẽ có xu hướng vào đây, hướng ra bên ngoài thì người ta gọi là mặt ngoài thôi. Đấy. Thế thì lúc nãy là cô đã ghi cho mình là nếu như trong trường hợp mà đã là mặt trong hay là mặt ngoài thì các bạn sẽ phải chọn OX hoặc là OY làm chuẩn. Tùy các em thôi, các em thích chọn OX hay là OY đều được. Ví dụ như là bài này là cô sẽ chọn OX làm chuẩn nhá. Ví dụ cô chọn OX làm chuẩn thì bắt buộc cô sẽ phải chia miền. Cô sẽ phải chia cái hình trục này ra làm hai phần. Thì cái đây cô sẽ chia như này, cô sẽ chia đúng theo cái mạng của OY luôn này. Đấy, cô sẽ chia này thành hai phần. Các bạn nhìn thấy không? Cô chia cái hình trục này của cô ra làm hai phần. Đấy, tại sao cô lại phải chia làm hai phần? Thì cái phần bên tay phải này sẽ là cái phần trụ mà làm cho x dương. Đó, thì khi mà cái x dương này thì cái pháp tuyến của nó sẽ có xu hướng đi theo cùng với cả hướng của OX, tức là cái pháp tuyến này sẽ tạo với OX một góc nhọn. Em nhìn thấy không? Mà khi vector pháp tuyến tạo với OX một góc nhọn thì báo hiệu cho em biết là hoành độ của cái vector pháp tuyến của em sẽ phải mang dấu dương, đúng không nào? Trong khi cái nửa ở đằng sau này thì nó sẽ lại có vector phát tuyến hợp với cả OX một góc tù, tức là cái xu hướng vector phát tuyến này đang đi theo hướng ngược lại của OX thì nó sẽ tạo thành một cái góc tù. Thì khi đó báo hiệu cho em biết là cái hoành độ của vector phát tuyến ở đây sẽ phải mang dấu âm. Đó, em nhìn thấy chưa? Như vậy là ví dụ như cái bài này mà rơi vào tích phân mặt loại 2 thì các em cũng sẽ phải chia miền giống như cô nói như thế này. Thì cái cách chia miền nó sẽ giống hệt như là cái cách mà chúng ta phải chia thành hai vector phát tuyến khác nhau. Đó, nhá, thì bây giờ các bạn sẽ làm như sau. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển một sang bên này, đúng không? Thì chúng ta sẽ được cái phương trình đấy là x bình cộng y bình trừ 1 bằng 0 này. Bây giờ
các bạn sẽ đặt hàng cái này lần lượt theo X, Y, Z, đúng không? Thì các bạn sẽ có phát tuyến này, các bạn sẽ có phát tuyến sẽ là 2X, đúng không? 2Y và đặt hàng theo Z thì sẽ là 0, được chưa nào? Thế thì bây giờ là gì? Bây giờ là chúng ta sẽ phải, xin lỗi là cái chỗ này chúng ta phải có cộng trừ, đúng không? Cộng trừ. Đó. Thế thì vừa rồi là cô mày nói là cái này thì không biết là dương hay là âm, đúng không nào? Thì buộc là chúng ta sẽ phải chia miền. Bây giờ cô sẽ chia cái miền S này ra là miền S1, trong đó miền S1 ở đây là x lớn hơn hoặc bằng 0. Đó. Thì lập tức là cái hoành độ của vectơ các tuyến này sẽ là mang dấu dương, đúng không? Mà đã mang dấu dương thì các bạn sẽ chỉ lấy dấu cộng thôi và không lấy dấu trừ nữa. Đấy, thì như vậy là cái phát biến của em này, N này sẽ là bằng 2x, 2y và 0. Các em nhìn thấy chưa? Và sau đó thì chúng ta có thể chuẩn hóa nó. Chuẩn hóa nó thì N nhá, nó sẽ là bằng 2x, 2y và 0 chia cho độ dài. Chia cho độ dài tức là chia cho căn bậc 2 của 4x bình cộng 4y bình, đúng không nào? Tuy nhiên thì x bình cộng y bình nhá, thì theo công thức ở đây là x bình cộng y bình nó đang bằng 1. Thì như vậy là cái chỗ này là 4x bình cộng 4y bình nó sẽ là 4. Thì các bạn chia 4 đi thì như vậy nó sẽ được là x trên 2. Vậy căn 4 là 2, đúng không? Như vậy là nó chỉ còn x thôi. X y và 0. Đó. Em nhìn thấy chưa? Để xong nhá, bây giờ là chúng ta lại xét cái phần F2 là cái phần là x âm ý, đúng không nào? Thế thì nếu mà x âm đó, x âm thì như vậy là cái vectơ phát tuyến của em ấy là nó sẽ hợp với OX một góc tù, mà đã là góc tù thì nó sẽ báo hiệu cho em biết là cái hoành độ ở đây sẽ là mang dấu âm. Đó, mang dấu âm thì chúng ta sẽ lấy cộng hay lấy trừ? Thì chúng ta vẫn là lấy cộng, đúng không nhỉ? Chúng ta vẫn lấy cộng, lý do là bản thân cái x này đã là âm rồi, em hiểu ý không? Bản thân cái x này đã là âm rồi, thế nên là chúng ta sẽ phải lấy dấu cộng. Đó, thế thì ở đây là vectơ phát tuyến của em này sẽ là 2x, 2y và 0. Thế như vậy các bạn nhìn thấy rõ ràng mà nói ra là hai phát tuyến này giống hệt nhau. Thế như vậy là đáng lẽ ra là bài này không cần phải chia miền bởi vì vectơ phát tuyến giống hệt nhau, đúng không? Nhưng mà đây là cô đang nói về bản chất vấn đề là sau này là chúng ta sẽ phải suy nghĩ giống như cô hướng dẫn lúc nãy, là nếu như trong trường mà phát tuyến của chúng ta bị thay đổi hướng như thế này thì chúng ta sẽ phải chia miền. Nhưng mà bài này thì rất may mắn là khi chúng ta chia miền thì phát tuyến của nó vẫn là giống nhau, đúng không nhỉ? Và thôi nhá, đây là cô đang hướng dẫn cho lớp mình để chúng ta hiểu thôi. Như vậy là N ở đây tương tự như vậy thì nó cũng sẽ là x, y không. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta lại xét ví dụ tiếp theo. Ví dụ tiếp theo để các bạn xác định tập xác định vectơ phát tuyến, lý do là cái vectơ phát tuyến đây là nó vai trò chủ chốt để các bạn tính được cái tích phân nắm loại 2. Chúng ta chỉ cần nắm được cách tìm vectơ phát tuyến thôi là mình sẽ có thể làm được bài. Bây giờ là ví dụ thứ tư. Bây giờ là cô cho lớp mình S là cái mặt dưới, là mặt phía dưới. Mặt phía dưới này của cái mặt là Z và bằng x bình. Và bây giờ là cô cũng cần lớp mình là xác định cho cô là cái vectơ phát tuyến N sẽ là gì. Đó. Thì các em có thể thấy là đây là một cái mặt trụ. Lý do là cái mặt này nó bị khuyết y. Các em nhìn thấy chưa? Thế thì bây giờ là chúng ta cũng lại vẽ hình ra. Đó. Thật ra là đây là mặt dưới. Mặt dưới thì chúng ta không cần phải vẽ hình bởi vì cô đã cho lớp mình cái công thức rồi. Là mặt dưới tức là cao độ của nó sẽ âm, đúng không nhỉ? Mặt trên thì là cao độ dương và mặt dưới thì là cao độ âm. Chỉ có những cái bài như là mặt trong mặt ngoài thì chúng ta sẽ thấy hơi khó khăn một tí thôi. Đấy. Thế bây giờ là mặt dưới đây. Bây giờ các bạn sẽ tập trung cho cô vào cái mặt phẳng OXZ trước, đúng không? Cô bạn lớp mình là khi mà mình vẽ mặt trụ thì các em sẽ vẽ đáy trước. Các bạn sẽ vẽ cái đáy Z bằng x bình trước. Thế thì Z bằng x bình nó chính là một cái parabol, đúng không nào? Parabol. Đây, parabol như thế này. Đó, parabol Z bằng x bình. Thế sau đó thì các bạn sẽ vẽ cái đường thẳng nằm ngang, đúng không? Song song với trục OI là lập tức nó sẽ ra cái hình trụ ngay. Và vừa rồi lúc nãy là cô đã dặn lớp mình là đây là mặt phía dưới. Mặt phía dưới tức là báo hiệu cho em biết là cái cao độ của nó sẽ là mang dấu âm, đúng không nào? Đó,
Đó, thế thì ở đây là S là mặt phía dưới. Cái vật cao độ của nó sẽ là mang dấu dấu âm. Mang dấu âm như vậy các em sẽ chọn cái câu dấu trừ nhá, đúng không? Bởi vì trừ đưa vào đây là sẽ là trừ 1. Thế thì các bạn đưa dấu trừ vào, các bạn sẽ chọn đây là vector là 2x 0 với cả trừ 1. Em thấy chưa? Sau đó là các bạn thích thì bạn có thể là tự cái chuẩn hóa, đúng không? Tự chuẩn hóa nó, n ở đây sẽ là bằng 2x0 trừ 1. Các bạn nên chia cho độ dài. Chia cho độ dài là căn bậc 2 của tất cả những cái này bình lên cộng vào thì nó sẽ là căn bậc 2 của 4x bình cộng 1. Đó, thấy chưa? Nhá. Nào, bây giờ là một ví dụ nữa nhá. Một ví dụ nữa thôi, sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành đi thẳng vào cái tích phân mặt là 2. Ví dụ thứ 5. Ví dụ thứ 5 đấy là S nha là mặt dưới. Mặt dưới của cái mặt có dạng là Z là căn bậc 2 của x bình cộng y bình. Đó. Và cô cũng đang cần các mình xác định cho cô là phát tuyến N. Đó. Thế thì là bài này nó lại là mặt phía dưới đúng không? Mặt phía dưới thì đúng là cái mặt mà cô đã dạy lớp mình rồi. Là sao? Là vector phát tuyến nó sẽ có cao độ là mang dấu âm. Như vậy là bài này chúng ta hoàn toàn không cần để vẽ hình. Mà nếu như bạn nào mà muốn vẽ hình thì các bạn nhớ lại cho cô nhé, là cái mặt này nó là mặt gì đấy ạ? Nó là mặt nón đó, mình nhớ không? Đó. Thì các bạn nào mà thích vẽ hình thì các bạn vẽ mặt nón ra. Còn nếu bạn nào không cần vẽ hình nhá thì chúng ta có thể tiến hành sử làm luôn lập tức. Như vậy đây sẽ là Z trừ đi căn của x bình cộng y bình bằng 0. Đó, em nhìn thấy chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ tính được cái phát tuyến nhá. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ không cần để hình vẽ nữa, chúng ta cũng có thể làm được bài này. Là chúng ta sẽ làm cộng trừ này. Đạo hàm của cái này theo x. Đạo hàm theo x tức là các bạn sẽ phải đạo hàm cái căn này theo x đúng không? Thì như vậy nó sẽ ra là trừ x này chia cho, đã nghĩa ra là trừ 2x nhưng mà chia cho 2 căn nữa thì cô triệt tiêu cho 2 luôn. Là trừ x chia cho x bình cộng y bình. Tiếp tục này, cái này sẽ là trừ y chia cho căn của x bình cộng y bình. Đó. Và cái này là hàm theo z nữa này thì sẽ là 1. Các nhìn thấy chưa? Thế nhưng mà vì đây là mặt dưới đúng không? S ở đây là mặt dưới. Mà mặt dưới thì tức là cái cao độ của em sẽ là mang dấu âm. Mà mang dấu âm thì các bạn sẽ phải chọn dấu cộng hay là dấu trừ, đúng không? Chúng ta đương nhiên phải chọn dấu trừ rồi, thì dấu trừ đưa vào bên trong này thì nó mới là trừ 1. Đó, như vậy là tương đương này là cái N của em nhá. Nó sẽ là chọn dấu trừ cho cô thì trừ đưa vào trong này thì cộng luôn này. Này là x trên căn của x bình cộng y bình. Cái này sẽ là y trên căn của x bình cộng y bình. Còn cái này đưa trừ vào thì sẽ là trừ 1. Đó, các em nhìn thấy chưa? Thế là nếu mà bạn nào có thích chuẩn hóa đúng không? Thì bạn chuẩn hóa, bởi vì là đằng nào khi mà tính tích phân mặt loại 2 các bạn cũng vẫn phải chuẩn hóa. Thế thì chuẩn hóa ở đây này sẽ là với các cái vector này các bạn giữ nguyên. Đấy, với lại những cái phương trình này giữ nguyên, mặt độ này giữ nguyên. Nhưng mà chúng ta sẽ phải chia nhá. Các em sẽ phải chia cho căn bậc 2 của bình phương những cái này cộng vào. Thì nếu như cái này mà bình lên ý, thì nó sẽ là x bình trên x bình cộng y bình. Cái này bình lên nhá thì sẽ là y bình trên x bình cộng y bình. Thì khi các em cộng hai cái này vào ấy thì nó sẽ ra là x bình cộng y bình chia cho x bình cộng y bình, nó sẽ ra là 1. 1 sau rồi em lại cộng với 1 nữa thì sẽ ra 2. Như vậy là chúng ta sẽ phải chia cho căn 2 đúng không? Như vậy các bạn sẽ chia cho căn 2 như thế này luôn để cho nhanh. Đó, nhá. Như vậy là gì? Như vậy là cô nhắc lại cho các mình cái phần này. Đấy là cô nhắc lại một lần nữa cái cách xác định vector phát tuyến của mặt cong S như sau. Là nếu như trong trường hợp ý, là cái S của em ý, mà nó là mặt dưới thì cái vector phát tuyến của em sẽ có cao độ âm. Còn nếu như S của em là mặt trên thì cái cao độ của em sẽ là nó mang dương. Còn nếu trong trường hợp mà là mặt trong hay là mặt ngoài thì các bạn nhớ vẽ hình ra để xem là chúng ta